Siêu âm ly này báo cáo bác là các bác độ chế ok chứ? Độ trên ô tô cũng được mà trên xe máy cũng được mà độ ở đâu cũng được mà lắp tất cả các thiết bị, đặc biệt là nó có hai cầu loa và một cầu loa súp. Clip sau em Tuấn sẽ lồng cả một cầu loa súp vào đây cho bác đánh súp. Đó nhỉ. Đang phát không dây bác ạ. Con này phát không dây Bluetooth và có cả cổng AUX phía sau đây. Em nó đây. Em nó đây ạ. Em nó có bác nhìn nhá. Hiện tại là em nó có đây, bác nhìn này. Audio MT21, con này có cổng R và L, đây là hai cổng loa. Cổng S đây là cổng súp, súp trầm. Thì buổi chiều nay em Tuấn sẽ đấu súp trầm cho bác. Con này chạy điện được giải từ 12V đến 24V và dưới 9A, dưới 9A. Đấy, đây nó ghi súp woofer bên này. Được chưa? Con này lên lấy công suất max là 50 cộng 50W. Đây. 50W cộng 2 nhân 2 bằng 100W. Đấy là đối với loa. Còn súp một cổng riêng. Gọn chỉ bằng cái bàn tay thôi. Các bác có thể độ chế cho xe ô tô, xe điện thoại, kể cả xe máy, bởi vì nó chạy điện 12V mà. Chạy điện 12V kể cả xe máy luôn. Và dòng này thì báo cáo bác là nhập thì từ nước ngoài về. Nhập từ nước ngoài về đa số là về phải lắp ráp. Mức giá là 299k một chiếc này. 299.000 một chiếc này, các bác có thể độ chế thoải mái nhé bác nhé. Bác nhìn một đôi loa tai noi. Đây, con tai noi này phê cho bác. Đôi tai noi này mà đánh như vậy thì bác biết là chất lượng âm thanh nó như thế nào rồi đúng không ạ? Một đôi loa tai noi đây. Em test không dây này, bắt không dây luôn ạ. Đôi loa tai noi này giá 2.900.000 ạ. Đây, để thành một cái sản phẩm như thế này nhé. Để thành một cái sản phẩm như này, các bo các mạch này thì khi nhập từ nước ngoài về, những cái mặt hàng này thì các bác chỉ cần gõ cái model này, các bác biết là toàn người nước ngoài họ lắp thôi. MT21 thì toàn người nước ngoài họ lắp nhé. Họ lắp ráp, họ độ chế. Cái dòng này là ở nước ngoài nhiều. Đấy, độ chế. Thì đây, để thành một sản phẩm như này thì khi nhập về nó là như thế này bác ạ. Nó như thế này. Đấy. Mà có khi đến với các bác thì chắc chắn là em Tuấn phải lắp. Em Tuấn lắp sẵn cho các bác. Để các bác đây. Khi về đấy ạ. Cái thành phẩm của nó là như thế này. Đấy. Và đây, bác nhìn bo mạch của em nó đây. Bo mạch của em nó đây. Đúng rồi, càng ngày công nghệ nó càng cao bác ạ. Nhìn cái bo mạch bằng cái bàn tay này, tất cả đều được xử lý bằng chip hết nhé. Đều xử lý bằng chip hết, rất là hay luôn. Thế mệt tải. Nào, rất là gọn bác ạ. Phải lắp ráp tất ạ. Đây, tất cả phải lắp ráp từng chi tiết một đấy. Thì nó mới ra được như này. Đấy, được chưa?
299.000. Em tôi sẽ lắp hết cho các bác luôn. Thật ra những cái món này thì là nó vừa hợp túi tiền, rẻ tiền. Các bác có thể lắp được mọi nơi, mọi chỗ, đặc biệt là trên xe ô tô hoặc là xe máy, xe con. Các bạn, bác nhìn nó 50 x 50W, vậy là con này nó có thể đánh được đi max 100W với loa. Thì loa ô tô, các bác làm những con xe ô tô, xe con ấy, ví dụ vì ớt thêm một số dòng xe loa nó kém, âm ly của con xe nó kém lắm. Bác lắp con này vào cho em, đưa 4 đường loa vào đây. Và con này có một đường súp riêng. Thì lúc đó em Tuấn sẽ lắp riêng cái đường súp này thêm vào nữa cho bác nghe chất súp nhé. Xem em nó đánh súp như nào. Đấy, hiện tại clip này thì tạm thời làm như này đã. Ok chưa? Đấy, để thành một cái sản phẩm như thế này. Thì đây, nhập về là nó đây. Nó rời hết ra, nó rời từng con ốc luôn ạ. Đây. Nó rời chi tiết từng con ốc luôn. Lắp ghép lại. Lắp ghép lại và đậu. Đấy. Và họ sản xuất ra thì muốn cái mức giá ngon bổ rẻ cho người tiêu dùng đấy. Thì họ đã tận dụng chính cái người mua để lắp ráp ghép cho họ. Vậy là như thế này là họ đã bỏ đi được một nhân công là lắp ráp, đúng không bác? Cái nhân công lắp ráp này cũng mất rất là nhiều tiền đấy. Vậy là họ sẽ giá bán cho cá nhân từng người à tự lắp, đúng không? Tự lắp ráp. Đấy. Ok chưa bác? Và đấy, và khi nó thành một cái sản phẩm như thế này. Thành một sản phẩm như thế này thì em Tuấn đang lắp đây. Và hiện tại em Tuấn mới đang lắp có 2 cầu loa nhé. 2 cầu loa để đánh con loa này, còn một cầu súp nữa. Lúc nữa em sẽ làm một clip em test cả súp luôn cho bác. Đấy, để ra như này. Còn nguồn điện thì nó dùng điện từ 12V đến 24V. Thì hiện tại em Tuấn đang cắm cái nguồn của con máy tính đây. Em dùng luôn cái nguồn của con máy tính đây. Mới nhìn nhé, nguồn của con máy tính. Em cấp luôn vào đây cho nó đấy, nguồn máy tính. Ok chưa? Đấy, đây bác nhìn này. Tắt ở đây luôn. Tắt ở đây luôn. Volume to nhỏ tổng đây của nhạc, còn đây là của súp, volume to nhỏ của súp bên này.